đây là hai cái chậu xương sâm của mình nè các bạn. Hôm nay thấy lá nó cũng to rồi nè, mình chuẩn bị mình sẽ hái xương sâm. Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì bây giờ mình chuẩn bị mình hái lá xương sâm. Ở phía sau lưng của mình là hai cái chậu xương sâm nè, lá nó cũng nhiều quá. Mình đã có chuẩn bị một cái giỏ để mình ra mình hái mấy cái lá xương sâm đó các bạn. Trời, giờ này còn nắng đó. Mình nhấc tay cũng được. Khỏi cái. Thấy tay hái. Cái lá xương sâm nè các bạn. Xương sâm mình hái. Bỏ ở đây. Lá xương sâm. Không cần cái kéo, rất là nhiều. Lá nó cũng già đó các bạn. Cái này chút mình đem vô mình làm thạch xương sâm ăn rất là ngon á, ăn mát nữa. Đây là những cái lá xương sâm của mình đây. Để mình lấy cái vỏ. Bây giờ mình hái được bao nhiêu rồi? Cái vỏ dễ thương hơn. Hai cái chậu xương sâm này là mình trồng từ năm ngoái nè các bạn. Thì cái chậu bên đây nè, chậu bên cha bên đây thì lá của nó nhỏ hơn ha, lá của nó nhỏ hơn cái chậu bên đây. Chậu bên đây thì lá nhìn nó to hơn. Đây là xương sâm trơn. Thì xương sâm nó có hai loại các bạn, còn một cái loại là xương sâm lông nữa. Thì cái xương sâm lông á, thì mình nghe nói là xương sâm lông mình có thể phơi khô rồi mình có thể để đó, khi nào mình ăn thì mình lấy ra mình vò thôi. Còn cái xương sâm trơn này thì mình không có phơi khô được. Thì trồng xương sâm thì theo mình thấy cũng không có khó ha. Mình để vô hai cái chậu nè. Rồi mình có mấy cái khung này là khung mà để trồng cà chua đó các bạn. Thì mình sử dụng cái khung trồng cà chua để mình trồng hai cái cây xương sâm này luôn. Thì nó leo lên như vậy nè. Thì năm ngoái mình cũng có làm cái video mà mình cũng thu hoạch xương sâm rồi mình làm thạch xương sâm ăn đó các bạn. Bên kia, ngoài kia. Giờ này là gần 6 giờ tối mà trời nó còn rất là nắng luôn. Mình tranh thủ mình hái cho xong rồi mình chút mình vô mình làm thạch xương sâm ở phía sau vườn luôn. Được bao nhiêu đây các bạn? Trên đây mấy lá này to nè. Giờ này cũng có mũi nó cắn. Mình hái chắc khoảng 100 gram thử coi làm được bao nhiêu. Nhiều thế. Rất là nhiều. Đây là mấy chậu này, chút xíu mình sẽ hái bên chậu bên đây nè các bạn. Chậu bên đây thì lá nó nhỏ hơn. Không mang bao tay, chắc chút tay đang thua. Còn mình hái bên đây dành á. Hái bên đây.
Nó thanh đậm hơn các bạn. Để cho mình cân thử cho nó có bao nhiêu. Còn nó cái cây bắp, chỗ cây bắp hôm nay nó to rồi các bạn. Cây ớt cũng to nữa. Sáng sáng mình các bạn. Giờ mình cân thử có đủ 100 gram chưa nha. Giờ mình sẽ để lên đây. Mình đúng này. Mình để bên đây. Giờ mình sẽ để lên đây mình cân thử coi nó bao được bao nhiêu gram. Wow. Được 100 gram không? Cũng gần đủ, à, đủ 100 gram luôn. Trời, mình thấy chưa đủ à. Giờ đúng 100 gram rồi các bạn. Thì mình chuẩn bị mình sẽ làm xương sâm nha. Mình làm ngoài vườn đây luôn. Làm ngoài vườn luôn. Đây là những cái lá xương sâm mình đã rửa nè các bạn. Rửa xong rồi nè các bạn. Chuẩn bị mình chút mình đi vô rửa tay thật sạch rồi mình vò ha. Vò xương sâm. Đây là những cái dụng cụ của mình nè. Có những cái ly nhỏ nhỏ nè. Chút xíu mình đổ. Mình làm vò xong rồi mình đổ vô mấy cái ly này nè các bạn. Một cái thao. Mình chuẩn bị cái ly nước. Của cái chai nước nè. Mình đông là 900. Cần phải có 900ml nước các bạn. Đổ vô đây. Còn 900ml nước. Mình rửa sạch tay rồi mình sẽ chuẩn bị mình vào. Tay mình đã rửa sạch ha. Mình sẽ để cái xương sâm này vô các bạn. Bỏ vô đây. Rồi. Mình đã rửa sạch rồi. Rồi mình giặt rồi. Cái nước của nó bắt đầu đây là hơi xanh xanh rồi. Rồi mình mở ra. Mình nghĩ là bỏ vô cái máy xay xương cốt thì nó nhanh hơn. Mình sẽ lấy thau sạch ha. Sẽ lọc qua cái đây. Mình lọc qua cái đây nè.
lọc qua cái đây để nó ngon, cũng bớt bọt các bạn. Đây là cái thao xương xong của mình sau khi đã vớt bỏ các bạn. Thì mình sẽ đổ vô mấy cái ly. Nó bị sạch. Chừa một xíu để mình chút mình để nước cốt dừa với cái nước đường lên. Giờ đúng luôn. Trời quá ngon. Thử 6 ly luôn. Và đây là những cái ly xương sâm của mình đã đổ ra các bạn. Chút xíu mình sẽ đem bỏ vô tủ lạnh nha. Để vô tủ lạnh cho nó đông lại đó. Rồi chút mình sẽ ăn thử cho các bạn xem. Chắc khoảng để khoảng 1 tiếng quá. Cho nó lạnh á, để nó đông lại. Đó, nhìn rất là xanh tươi ngon quá. Ly xương sâm mình mới làm xong rồi các bạn, giờ mình để tủ lạnh cho nó đông lại đó các bạn. Đây là cái cây xương sâm mà mình đã hái hết lá rồi nè các bạn. Giờ này trời nó đỡ nắng nên mình nhìn nó rõ hơn rồi các bạn. Hồi nãy trời nắng quá nên mình làm video thì thấy cũng không có rõ cho lắm. Đó. Còn một mớ thì hồi nãy mình chỉ cần hái là 100g cái lá xương sâm thôi. Mình chừa lại những cái lá non này nè để lần sau mình sẽ thu hoạch mình làm. Lần sau mình sẽ làm thử bằng cái cách mà làm bằng máy xay sinh tố đó các bạn. Coi nó có hai cái cách này mình làm nó có ngon giống như nhau hay không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy thích video của mình thì đừng quên nhấn nút like, chia sẻ cho mọi người cùng xem và đăng ký kênh để theo dõi thêm những video tiếp theo của mình nha.